Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Banana Cộng Hòa Séc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một trải nghiệm tuyệt vời tại một hotel spa trên hòn đảo Ischia, hòn đảo đẹp và nổi tiếng nhất vịnh Napoli, phía nam nước Ý. Ngoài các món quà được thiên nhiên ban tặng như bãi biển hoang sơ, thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu tuyệt vời thì hòn đảo này còn có một điểm đặc biệt nữa là có hơn 100 suối nước nóng chữa bệnh. Với địa hình đồi núi cùng các sauna và suối nước nóng tự nhiên thì ở đây cũng trở thành một trong những spa lớn nhất ở châu Âu. Hotel mình ở đây thì có khoảng 6 cái bể bơi thì 4 cái bể là nước nóng tự nhiên. Riêng ở đây thì mình cảm thấy biển không hấp dẫn bằng bể bơi. Vì trời nóng mấy thì nóng, khi mới xuống biển thì đều cảm thấy hơi lạnh, nhưng mà bể bơi thì lúc nào cũng ấm. Ngoài ra thì ở đây còn một cái phòng tắm hơi tự nhiên bằng hơi nóng của núi lửa nữa. Đầu bếp của hotel cũng nấu ăn rất là ngon. Món ăn của Ý thì tuyệt vời rồi, cho nên là mình đã làm một cái video riêng về các món ăn của họ. Mình theo tour du lịch của mình từ Séc sang khoảng độ 5-60 người. Hotel có những cái vòm cong cong thế này, mình cảm tưởng như là có một chút phong cách Ả Rập các bạn nhỉ. Nhà thấp và vườn tược xung quanh cho nên là không tránh khỏi có rất là nhiều muỗi, cho nên ngay hôm sau mình phải đi mua một cái cắm muỗi thì mới đỡ được một tí. Đường phố đi lại khá là đông vui và chỗ mua bán thì cách đây khoảng 100m. Đây là phòng ở dành cho gia đình mình 3 người và có ban công ở ngoài nữa. Muỗi ở đây rất nhỏ và khi bay không phát ra tiếng động các bạn ạ, nhưng sau khi mua cái cắm muỗi thì không còn con nào. Buổi sáng tinh mơ đầu tiên ở trên đảo, ở đây cũng là rất cao so với mặt biển rồi, nhưng nhìn trước mặt lại còn có một đỉnh núi nữa. Có một chú mèo cũng dậy rất là sớm. Xin chào, buongiorno. Khoảng 7 rưỡi sáng thì mặt trời đã ló lên trên đỉnh núi. Khắp nơi ở đảo, ở chỗ nào cũng thấy ô liu và chanh. Đường phố rất nhỏ hẹp và ồn ào, giống y hệt như Việt Nam. Vỉa hè cũng y hệt như của Việt Nam, có tí tẹo này. Đảo nhỏ nhưng mật độ dân số ở đây rất là đông đúc, khoảng 1.300 người trên 1 km² so với Việt Nam là gấp hơn 4 lần. Cho nên có thể thấy là nhà cửa xe cộ ở đây đều bé tí hon để tiết kiệm diện tích. Đây là một cửa hàng cách chỗ mình chỉ vài bước đi bộ. Ngày đầu tiên thì mình cũng tham quan luôn để xem ở đây có những cái gì có thể mua được. Trong này mát ghê. Một ấm mốt chai Peron. Hôm đầu ra đường thì mình rất là sợ, chỉ muốn ở nhà. Rất nguy hiểm luôn. Đây là con đường tắt đi xuống biển, ước tính phải 50 cái bậc thang như thế này, khoảng độ 700m. Tuy đi xa nhưng mà lần đầu tiên thì đi qua con đường có những giống cây lạ thì cũng là một sự khám phá thú vị. Nhưng lúc đi lên thì trèo lên 50 bậc thang cũng khá mệt, trên là từ hôm sau thì mình đi theo xe của hotel trở ra biển miễn phí. Cây sung này, quả sung này. Những quả bé. Thật là nhiều xương rồng. Quả xương rồng. Lúc này đã vượt qua 50 bậc thang và xuống biển. Cái hotel mình ở thì nó ở phía trên cái núi kia kìa. Đây là hôm đầu tiên đi biển trên là da rẻ hay còn khá trắng trẻo. Cát ở đây thì không được mịn lắm mà hơi to. Biển ở đây rất là nông, không sâu, đi đến tận mỏm đá kia thì vẫn nông. Hôm sau thì chờ ô tô của hotel chờ đi. Đầu tiên nhìn đông người có vẻ sốt ruột, ô tô thì bé, thế nhưng mà hotel có mấy cái ô tô mà mỗi cái ô tô mỗi lần chờ cũng phải được chục người. Có mỗi mình đi tắm biển còn đội mũ các bạn ạ. Yeah.
Bắt được cá luôn ở dưới. Xe hô ten thì thường chở đến bãi biển cách đấy khoảng 3 km. Biển ở đây cắt rất là mịn. Lúc về thì xe khá vắng vẻ, có mỗi gia đình mình. Ra đi đồn đây. Tài sản lớn nhất của hô ten là các hồ nước nóng tự nhiên, một ở trong nhà, ba ngoài trời và một phòng tắm hơi tự nhiên nữa. Tất cả các bể tắm ở đây nước rất ấm. Đây cũng là một bể tắm nước nóng tự nhiên, cái này gọi là Kniper, để lội chân vào tập cho các khớp xương ở chân. Bể này rất hay cái là đi xuống đây thì ấm, nóng đến 80 độ. Ôi, nóng sôi đây, ngứa luôn cực kỳ. Nước nóng như là 70-80 độ ấy, khi lội vào thấy rất là ngứa chân. Xong rồi đấy, đi sang đây thì lạnh. Ôi, đang nóng cực kỳ thì lại chuyển sang đây thật lạnh. Cứ lội bên nóng bên lạnh rồi bên nóng bên lạnh vài lần, xong rồi thấy hai bên sẽ bằng nhau, chả thấy nóng lạnh nữa. Xong lại đi sang đây lại nóng. Ờ, thế mới hay. Úi giời, như luộc chân. Chân luộc. Gì? Chân luộc. Xong lại sang đây lại lạnh. Ờ. Vừa nóng vừa lạnh thích cực luôn. Xong rồi sang cái bể to kia, cái vòi nước mà chảy mạnh vào vai giống như là massage vai. Đây cũng là một bể nước khoáng nóng tự nhiên nữa, và ở chỗ này hoàn toàn không có nắng và rất vắng vẻ. Những người trẻ thì thích ra biển phơi nắng, còn chỗ này thì các ông bà già như mình là thích. Mà đúng thật mình rất thích chỗ này, thích hơn biển nhiều ấy. Vừa ấm vừa có massage lại vừa không bị nắng. Nếu khi chiều đi biển cứ muốn nhanh nhanh chóng chóng để về còn tắm bể bơi. Vùng vẫy đến sát giờ ăn chiều thì mới lên. Tắm ở các bể bơi hô ten đều phải đội mũ để khỏi làm tóc rơi xuống. Bây giờ thì mình sẽ lên chỗ tắm hơi tự nhiên, tắm bằng hơi nóng của núi lửa. Phòng tắm hơi tự nhiên. Sau ra trong đây. Hơi rất nóng từ cái ống này nó tỏa ra đúng mùi của núi lửa, mùi khí lưu huỳnh ý. Ngồi trong đấy 5 phút thì chảy ra 2 lít mồ hôi. Nhà mình đã có một tuần rất thú vị, được thư giãn thoải mái với biển, các bể bơi và sauna ở đây. Nhưng cùng với đó thì các thành phố ở xung quanh đây cũng rất thú vị, và nhà mình đã dành thời gian để đi tham quan. Video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn thành phố Pompeii, một thành phố La Mã cổ đại bị chôn vùi bởi tro bụi núi lửa cách đây 2.000 năm. Các bạn đón xem nhé. Còn bây giờ mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.